vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị khám phá những điều mới mẻ ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chỉ với 20 phút ngồi thuyền từ bến cảng, du khách sẽ đến được ngôi làng từng được ca ngợi là một trong những làng chài đẹp nhất thế giới. Đó là làng chài Vung Viêng, dù nằm giữa biển cả, nhưng quanh năm mặt nước ở đây chỉ lăn tăn như gợn nước mặt hồ. Điều gì đã tạo nên khung cảnh tuyệt vời này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Những núi đá nổi giữa biển cả tạo thành cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đặc sản chỉ có ở vùng Vịnh Hạ Long. Càng đi ra xa, các cái thế đá của nó rất là cổ kính, các dáng núi, dáng đá nó rất đứng và rất nhiều hòn cô đơn. Rải rác khắp Vịnh Hạ Long, các bạn sẽ bắt gặp nhiều cổng đá tự nhiên. Những chiếc cổng này khi thì mở ra những tùng áng khép kín, khi lại dẫn vào một làng chài nổi. Khi bắt đầu đi vào cái làng chài Vung Viêng này là mình đi qua cái khu gòm này này. Nằm gọn trong lòng những dãy núi đá, làng chài Vung Viêng không chỉ được che chắn trước gió bão của biển cả, mà còn được bao bọc trước đổi thay bên ngoài để giữ được vẻ đẹp rất nguyên sơ. Ẩm thực có lẽ là câu chuyện không có hồi kết, bởi vẫn là những nguyên liệu chúng ta vô cùng quen thuộc. Nhưng qua bàn tay tài hoa của người đầu bếp, nó vẫn có thể mang những hương vị hoàn toàn mới. Món ăn chúng tôi sắp giới thiệu tới quý vị ngay sau đây chính là như vậy ạ. Có rất nhiều lý do để bạn cảm nhận một món ăn là mỹ vị, như là được nấu từ nguyên liệu tươi mới, được chế biến theo một công thức đặc biệt, hay được thưởng thức trong một không gian gần gũi ấm cúng. Ở Hạ Long có những món ăn hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn đó. Chúng tôi luôn tìm cách tạo ra những cách chế biến mới để làm cho món ăn có hương vị độc đáo. Khi nhắc đến món hấp, chúng ta thường hình dung đến cách chế biến đơn giản ăn kèm cùng nước chấm. Thế nhưng món mực hấp tại đây lại được chế biến bởi sự lựa chọn gia vị đặc biệt cầu kỳ và tinh tế như là hấp kèm nấm, tàu xì, ớt cay. Bởi thế mà không cần nước chấm, món ăn vẫn có thể thỏa mãn vị giác của những thực khách khó tính nhất. Bây giờ thì tôi sẽ phải thử xem là cái hương vị của các món ăn này thế nào đây. Mực rất là giòn và có một chút dai dai, và nó làm nổi bật lên được cái hương vị tươi ngon của hải sản tươi. Món ăn ngon với những hương vị độc đáo không đâu có được chắc chắn sẽ là điểm nhấn khó quên cho hành trình khám phá vùng vịnh nhiều bất ngờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của VTV Travel.